Bà xếp đồ về quê thiệt đó hả? Ừ. Ủa chứ bà tính khi nào bà về? Thôi, tôi tính năm nay tôi ăn Tết thì gòn. Trời ơi bà Quyên, bà đã nói thiệt hay nói chơi vậy? Tôi nói thiệt mà. Với lại á, công ty tôi á tăng ca, tăng lương gấp 3 lần luôn. Tôi tính lên lại kiếm thêm tiền xài. Bỏ tay với bà luôn. Tôi sợ cái cảnh mà về quê gặp bà con hàng xóm rồi này kia, cứ hỏi tôi khi nào có người yêu, khi nào lấy chồng, khi nào có con, khi nào đẻ. Ai đâu mà năm nào cũng trả lời, rảnh quá. Ê, bà nói đúng á. Tôi là tôi cũng ghét nhất là mấy câu hỏi đó luôn á. Nhưng mà tôi đã có kế sách cho tương lai của tôi. Đó là năm nay tôi về quê, trước khi mà mấy ông bà hỏi tôi thì tôi sẽ hỏi bọc đầu. Tôi sẽ hỏi là: cô ơi, khi nào nhà cô mua ô tô? Chú ơi, khi nào nhà chú xây nhà mới vậy? Thôi. Dù bà có hỏi người ta nhiều như vậy thì người ta cũng hỏi lại bà. Ôi, bà lanh quá à. Nhưng mà nó đi cũng nói lại. Bà ơi, ở Sài Gòn á cả năm rồi, giờ Tết năm có một lần à, nên về gia đình đi. Dù gì Tết cũng là Tết đoàn viên mà. Tôi chỉ nói vậy thôi, bà về hay không là tùy bà. Vậy nha, tôi lên tôi chuẩn bị thêm mớ đồ nữa. Nay 29 rồi, mai 30 tôi về tôi kịp cúng giao thừa với gia đình tôi. Vậy nha, bye bye. Chán quá. Đi đi. Chồng á. Alo ba, con định gọi cho ba liền luôn nè. Chắc Tết này con không về ăn Tết được đâu. Trên đây công việc tùm lum hết, con chưa có sắp xếp được. Thôi nhận ba. Rồi. Hướng. À, nhà có tôi hướng này nè. Đi. Hướng này cho nó tiện. Ê, nhà có tôi hướng này mà. Trời ơi. Ông làm tôi muốn nôn heo luôn ông nội ơi. Thiệt, tôi nói rồi, đi không được thì thôi, cứ đòi đi theo một chi quyết nữa. Từ, ông hỏi sập nhà người ta bây giờ đó. Khổ ghê. Mấy bà biết cái gì chưa? Nghe gì không? Bên xóm bên kia còn nguyên một nhóm biến thái chuyên giả dạng ăn xin, lợi dụng tình thương của người ta biết chi ông vô. Xong rồi hả? Hãm hiếp hiếp dâm người ta ghê lắm. Ủa có chuyện đó luôn hả bà? Thiệt, bà đó nha, cái tật bà mê trai lắm á cô chừng á. Ê, này kia sao nhìn mình hoài vậy? Ghê quá hả? Thôi đi về nhà cho nó an toàn. Đi về. Cô ơi, cho tôi hỏi cái khu Thủ Thiêm đâu vậy cô? Cô gì đấy ơi? Cô hốt thì hốt đại đi, giả bộ hỏi hoài à. Ê, nữa hả? Trời ơi. Rồi, không lẽ cái nhan sắc của mình có cái sức phá hoại vậy hả trời? Bởi người ta nói mà, đẹp cũng là một cái tội. Ông làm tôi giận hay ông luôn á. Nuốt xuống rồi. Tôi không nuốt xuống nữa, ông làm tôi ớn quá. Không lẽ ói ra nữa. Đi, mệt ghê. Nè, ói thiệt nha.
Hồi sáng mà đi mà xe từ ở dưới quê lên đây á thì ông mà ói nôn mửa thì tôi cảm thấy là cũng hợp lý. Còn hồi nãy ông làm cái gì mà tự nhiên nói chuyện với bé nó xong cái tiền ông làm còn kia còn ghê hơn hồi sáng nữa nè. Chứ ông không thấy con bé BD đó hả? Tôi chưa bao giờ thấy cái bé BD nào mà nó xấu mà xúc phạm những cái chị em BD khác luôn á. Ông làm gì ghê như vậy đó hả? Chứ sao nữa, tôi đã xấu như thế này rồi mà nó còn xấu hơn tôi nữa. Ừ, ngẫm nghĩ là nhìn ớt thiệt chứ. Vậy mà con nhỏ nó can đảm, nó nói một câu là cái gì à? Muốn làm gì nó làm đi. Làm đi, tôi ói là câu đấy đấy. Ủa, ói câu đó rồi hả? Bây giờ tôi bôi son chắt chấu vào xong tôi làm gì làm đi, ông có chịu được không? Ông à, ông nói tôi nghi ngờ ông đó nha. Làm gì đi theo tôi dính như xàm vậy. Lên này... Sài Gòn rồi đã biết cái bệnh mình vậy thì thôi ở nhà đi. Một hai theo tôi chi cho khổ. Ông này anh em thì sống chết có nhau. Sao ông lên đây thì chả nhẽ tôi để ông lên một mình hả? Ừ, nói vậy cũng được. Mà tôi thấy dứt mắt là ông phiền tôi rồi đó. Phiền cái gì? Thì đó, không giúp được cái gì mà tôi phải giúp ngược lại ông à. Ói mửa rồi tùm lum tùm la hết trơn à. Vì nhà tôi ba đời say xe mà. Thì tôi cũng dành cả tuổi thanh xuân để chống lại cái sự say xe ấy. Nhưng mà bây giờ nó không được. Khổ quá. Nó không có say xe đâu mà anh hiểu được cái cảm giác đấy. Thế bây giờ đi tới nhà con ông đi. Đi rồi đi. Đi tới nhà con gái tôi. À quên. Để tôi gọi cho nó cái đã. Ủa cái gì vậy? Hả? Ông chưa gọi trước hả? Ông có bị điên không? Tôi đã nói rồi là tôi kêu nó về quê ăn Tết cùng với gia đình. Nó 1-2 không chịu. Bây giờ tôi báo cho nó trước là xuống nhà nó trốn sao? Đúng không? Đợi tôi xíu rồi gọi nó đâu, kêu tôi nó ra nó đón rồi đi về. Ủa? Lại xíu đi, kẹt máy xíu thôi. Không trả lời là sao ta? Bực bội gì đâu rồi thì con nhỏ này. Chuyện này tôi gặp nó là nó chết với tôi thiệt. Sao mà bố gọi con không thèm nghe máy? Nè, ông nói vậy là sao? Thì đấy, giờ không nghe máy giờ biết tới địa chỉ nào? Thế thì tôi nghe nói nó đâu ở khu Thủ Thiêm á. Đi tới đó. Ở đâu? Khu Thủ Thiêm. Có địa chỉ không? Thì địa chỉ khu Thủ Thiêm đó. Ở cái Sài Gòn này có số nhà, số đường không tìm được mà bây giờ tìm khu. Ông biết một cái khu Thủ Thiêm này nó to bằng 3 cái làng mình ở dưới quê không? Sao ông không nói con ông ở khu Sài Gòn luôn đi? Cái gì rộng dữ vậy đó hả? Ui trời ơi, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Thì bây giờ ông cũng nói ông rành Sài Gòn. Tôi rành là 20 năm về trước, còn 20 năm nay tôi đã lên Sài Gòn đâu. Vậy sao nãy trên xe ông ngồi quá trời mà ông nói ghê lắm mà. Ông nói nó cho chảy ra Sài Gòn như thế nào, ông kể tùm lum ra là sao? Ông không biết cái gì hết ấy. Bây giờ ông nấu một cái nồi canh thì ông cũng phải thêm mắm, thêm muối. Rồi nhiều khi thêm một xíu thịt bằm mà nó mới ngọt thịt được chứ. Dù gì cũng lên Sài Gòn rồi thì tôi có phải thêm một xí vào thì nó mới ra Sài Gòn hoa lệ. Cái thằng nổ không bao giờ mà bỏ được hết trơn, trời. Còn bây giờ ông cái điều cần nhất ông nổ tôi cái địa chỉ con ông nè. Tôi mệt quá. Tôi gọi nó rồi chút xíu rồi thế nào nó cũng thấy số điện thoại nó cũng gọi lại thôi. Sợ nó chặn luôn đấy chứ. Cái gì nó cái gì? Ừ, cái gì đâu. Không hỏi kỹ con cái này đâu đường nào khu. Thôi được rồi, tôi rút kinh nghiệm được chưa? Ừ. Bây giờ đi ăn đi, đói quá rồi. Đúng rồi đó, ông còn chưa ói, tôi ói còn đói hơn ông á. Nhắc thì ói mệt rồi, thôi đi. Cái gì đây? Cái gì? Ê, cái giỏ tôi ở đây đâu rồi? Ông đừng chơi mất dạy nha. Cái gì? Ông giấu đúng không? Nhưng ông giấu thì có. Này tôi ngồi bên này mà giấu cái gì? Ông để bên đấy mà. Tôi lên đây là kiếm ông... con ông chứ không có thời gian chơi kiếm đồ nha. Tôi nói thật, ông thấy ông tôi để đây rõ ràng. Tôi bỏ xuống ở đây gọi điện thoại xong bỏ xuống đây. Toang rồi. Cái gì toang? Bị chặn bị ăn cắp ăn trộm rồi. Ông đừng có đúng quan người ta. Từ đấy ở đây có ai ăn cắp trộm gì đâu. Một thằng ăn trộm trước khi ăn cắp nó xin phép ông hả? Ô, cũng phải à. Ô, như vậy là như vậy là bị ăn cắp ăn trộm rồi đấy. Em cái gì mở miệng mà Sài Gòn tôi rành trong tầm tay, buông là sống bóp vô là chết. Bây giờ tôi thấy à, tôi trong chú ý chết với ông rồi đó. Sài Gòn cái gì nữa, bây giờ muốn ói mà không còn cái gì để ói này, mệt quá. Giờ hai đường là đi đường nào? 20 năm trước tôi lên nó chưa có cái đường này.
Vậy thì ông tính 20 năm sau đi. Thôi đi nè. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Đi. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì hiện tại có một nhóm tội phạm chuyên giả dạng làm người nghèo khổ, lợi dụng lòng thương hại của người dân rồi đột nhập vào nhà cướp của và hãm hiếp nạn nhân. Trời ơi, sáng sớm có tin giật gân gì vậy trời. Ai đó, chờ xíu ra liền. Sáng kêu riết sùm. Hai chú kiếm ai? À dạ chị, tụi tôi anh em tôi dưới quê á, lên đây là lạc lối dưới Sài Gòn này. Dạ, yeah. Giờ đói quá mà chưa kiếm được người thân nữa chị. Ấy chị cho tụi tôi miếng cơm để ăn là lót dạ. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nếu mà chị cho tụi tôi ăn cơm ấy, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ suốt đời. Sống để bụng, chết mang theo. Sau này tôi chết ấy, tôi sẽ thường xuyên báo mộng về cảm ơn chị ạ. À. Có một nhóm tội phạm lợi dụng lòng thương hại của người dân để đột nhập vào nhà cướp của và hãm hiếp nạn nhân. Tiếp nhau! Rồi ai hiếp đâu? Cái làm gì đâu? Ngủ một giấc, nó khỏe gì đâu á. Trời ơi, con đang nó nói nó đi là nó đi liền vậy, mình có tưởng ngày mai nó mới đi. Mới có tới chiều mà đã chán như thế này rồi. Mấy ngày tới không biết sao luôn. Điện thoại có ai sạc không? Ôi chết. Ba gọi có chuyện gì vậy ta? Sao gọi không nghe máy ta? Khóa máy luôn. Ghê thiệt. Gọi mẹ. Alo mẹ hả? Mẹ nè con. À mẹ, con thấy á là ba có gọi con hai cuộc. Xong cái giờ con gọi lại thì bịt khóa máy á. Ba đâu mẹ? Ba lên Sài Gòn tìm con đó. Ba lên Sài Gòn tìm con á? Ừ. Sao vậy? Thì ba thấy không thấy con về á thì ba lên tìm con. Chết rồi. Dạ thôi nha, để con gọi lại. Khóa máy rồi. Sài Gòn lại nhau là mất. Không. Sài Gòn đất chật người đông. Không biết nhớ nhà mà tới không nữa. Chết rồi, lo quá. Đi kiếm. Không được. Hồi ráng đi. Nghe nói là cái gì con gái tôi nè cũng ở ngay khu này gần tới rồi, gần tới khu nó ở rồi. Ông bỏ tôi khu được không? Ông dẫn tôi đi mấy cái khu ở cái khu Thủ Thiêm rồi đó. Thì mấy lần trước thì không có nhớ mà lần này tôi nhớ mãi mãi nằm đâu đây rồi nè. Tôi đi tìm cái tới liền nha. Ráng đi. Đói lắm đúng không? Đói lắm rồi. Tôi cũng đói nữa, hiểu không? Nhưng mà bây giờ phải cố thôi nghe. Đi. Gì vậy? Hình như đoàn quay phim ông ơi. Diễn viên, tốt bài chưa? Rồi, chuẩn bị vô vị trí. Ồ. Đây. Làm phim á hả? Ông đói đúng không? Tôi có cách rồi. Đi theo tôi. Đi. Chuẩn bị phân đoạn đánh lộn. Phim đĩa bàn bự test 69. 3, 2, 1, lùm. Ồ, bạn quên nữa rồi đạo diễn ơi. Tài quá. À, làm lại. Khoan em. Tại bạn này quên bài chứ khoan em. Trời ơi, đánh lộn mà quên bài là chết tôi rồi. Dạ, chết đoàn phim tôi rồi mấy cha. Làm lại. Dạ. Vô. Dạ. Làm lại nha. Dạ. Chuẩn bị bộ phim đĩa bàn bự test 70. 3, 2, 1, lùm. Tài quá.
đánh gì kì vậy? Bạn này quên bài nữa rồi. Trời ơi, tôi nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ cứ đánh nhau mình phải thuộc bài, mình đánh nó mới đẹp được. Không phải em, mà bạn này. Do bạn này là quên bài thôi. Trời ơi, quên bài chết tôi rồi. Tôi nói là còn có một tết cuối nữa thôi là được về rồi. Dạ. Tết cuối gì, 8 giờ sáng hay 8 giờ tối chưa xong? Ôi trời mày. Dạ. Làm lại thôi. Dạ. Đĩa bài bự, tết 71, 3, 2, 1, lâm. Quên nữa rồi, đạo diễn ơi. Quá tài. Đánh còn thua con nít nữa. Ừ. Nè chú, tôi đang hoạt động nghệ thuật chú không biết cái gì mà chú vô đây chú nói. Trời, này sao không biết. Trời, ngày xưa tôi chơi hoài gì. Trời ơi, hai này nó đánh còn thua, ngày xưa này đánh vợ luôn á. Đó. Hả? Có luôn hả? Chém gió. Trời, này dở, ngày xưa tôi quýnh vợ tôi văng vách. Lấy là giật cũng cho ông coi mà tivi tôi giật lên giật xuống. Giống như là đồ giật vậy đó. Nè nói cho chú biết, chú nói thì nó dễ thôi, chứ mà ra thực tế là nó không có nó dễ vậy đâu. Trời, như là cơm sườn đúng không? Dễ ẹt. Chú làm được đúng không? Được, sống được. Trời, bước ca làm thử à, chú mà làm được tôi mời chú vô đóng cái vai này luôn. Phải có cách xe này ngoài nha. Đâu phải kêu diễn là diễn đúng không? Quay đúng không? Yên tâm, thử trước đi coi được không mà tính. Vậy nha. Được không? Được. Bước lên. Tin tôi đi. Lên. Được. Đánh ông chú đó thử tôi coi. Nè. Rồi. Chú quýnh á, chú vô dậy vô mặt ta, đúng rồi, đúng không? Chú đánh quơ kiến nè, đó, chú đánh vòng qua nè. Đánh qua đây, thấy không? Nhớ là mình phải giữ khoảng cách với lại bạn diễn mình. Dạ. Đầu diễn nhìn giống kiến nhau vậy đó, vòng qua nè. Nó thấy ra, đúng không? Chứ nãy quýnh mà chú quýnh xong qua sẵn tới, quýnh chết ta sao? Dạ. Nhớ kiềm chế lại nè, bây giờ quýnh nơi nữ nha, quơ qua lại nha, nhớ, nhìn nha. Rồi, qua. 1, 2, 3, quýnh. Hơi, tốt lắm. Dạ, cảm ơn đạo diễn. Bây giờ đóng cái vai này luôn đi, tôi trả cái xe cho. Dạ. Vô đóng cái vai đó cho tôi. Khoan, từ từ đã. Hả? Có ổn không ông? Được. Chuẩn bị chờ ăn cơm đi. Ủa chú này là ai nữa vậy? Quản lý. Quản lý. Có quản lý. Có quản lý luôn hả? Có chứ, trời giờ ra đời làm nghề phải có quản lý đàng hoàng. Để tôi trao đổi với quản lý. Bây giờ cho chú đóng xong cái cảnh này đi. Tôi trả cái xe là bình thường là 500. Nếu mà chú làm tốt như hồi nãy trả luôn 800. Được không? Đánh luôn đi. Hỏi ý không? Không, đánh luôn, quản lý mà, đánh. 800 nha. Rồi, 800. Vô chị. Ý, vậy làm nha. Chuẩn bị. 3, 2, 1. Khoan. Hả? Tốt hơn là có tiền thêm hả đâu vậy? Tốt là thêm. Bây giờ tôi nghĩ vậy nè. Khi mà quýnh qua, quýnh lại vậy nè. Khi tôi đang chuẩn bị quýnh lại vậy nè. Thấy không? Có cây đập vô người tôi nữa. Nhìn nó mới ra cái hành động, hiểu không? 1 triệu. Lấy cây. Vô lấy cây em ơi. Rồi chuẩn bị nha. Dạ. Đánh vô đầu hay là vô vai? Tôi nghĩ chắc vô vai đi. Vô vai về là này, một vô đầu triệu. Nguy hiểm lắm. Rồi. Dạ. Nhớ chịu nha. Nhưng mà có được không? Được. Yên tâm. Chờ ăn cơm đi. Đánh đi. Rồi chuẩn bị nha. Dạ con chú vậy ha. Vậy ha. Vậy. Rồi. Quay lại chú né nha. Quay lại chú né nha. Nha. Rồi. Vậy nha. Nhớ chưa? Rồi. Đĩa bàn bự. Tết 72. Khoan. Là tôi xin nhắc lại một lần nữa là tốt là phải thêm tiền đúng không? Đúng rồi, tốt là thêm. Tôi nghĩ vậy nè, quýnh qua quýnh lại xong lấy cây đập cho người tôi xong á, tôi vừa ngóc lên cái cầm cái chai đập vào tôi nữa. Đập xuống một cái, tôi đảm bảo với đạo diễn luôn là phim này là ăn chắc. Good idea good. Good cái gì? Good tốt lắm, good idea tốt. Sao được? Từ đã. Hội ý. 1.5 triệu nha. 1.5 triệu. Dạ. Anh em. Được rồi đạo diễn. Bàn đi rồi. Ông bị điên hả? Cái gì mà điên? Ông muốn chết trước khi gặp con gái à? Nè, tôi biết gặp gái tôi chết không, nhưng mà bây giờ mà không có lấy làm cái vụ này á là mình đỏ chết đó trước á. Nghe. Tôi biết là tối nay có gặp được con gái đó không nè. Lỡ không có gì rồi là ngủ đâu ăn sao hả? Yên tâm đi, tôi làm được. Yên tâm, tin tôi. Chuẩn bị ăn cơm. Quay đầu diễn ơi. Rồi, vô vị trí chưa? Đánh đi. Chuẩn bị. Đĩa bàn bự. Không, lên. Chuẩn bị lên đi em. Lên, cầm cây lên. Nhìn nào, vô vị trí mấy em. Đĩa bàn bự Tết 72. 3. Rồi, chưa, để lấy tâm lý cái. 2. 1. Lâm. Ông ơi, đừng có chết đâu, ông ơi.
Khoan. Dạ, dám vô dành được bạn tôi không vậy? God! Good day! Chú, con gửi cách xe. Nãy là chú diễn tốt lắm cho nên là con có gửi thêm á. Chú để lại số điện thoại đi, có gì lần sau con liên hệ chú tới quay tiếp. Chú mày nghĩ ông còn quay tiếp được không? Thì chú bên đó không quay tiếp được thì chú bên đây quay. Đoàn còn trai không? Dạ Đoàn còn nhiều trai lắm. Chú tính đập đầu chú hả? Đập đầu mày á. Tao còn yêu đời lắm. Đi nhẹ nhẹ thôi. Hồi nãy sung mà còn xin cơm thêm lắm mà. Nãy sung khác giờ thê thảm nó khác. Lần sau không được thì đừng có cố, đừng có xin nha. Thôi mà, chắc con sắp ngồi đây cái lượt. Đau quá. Đây, từ từ thôi. Ây da. Ai. À. Ai. Trời ơi. Thiên đường rồi đây nè ông ơi. Không cần mà nhà cao gác tí ở đâu. Ai da. Ai da. Nhìn ông là cũng thấy thương đấy. Nhưng mà có cả tức nữa. Tức cái gì? Lần sau có làm được thì làm, không làm được thì thôi. Còn bày đặt đóng phim thì cần xin thêm gậy, xin thêm chai nữa. Tôi coi trong cái chương trình, coi trong cái chương trình TV cái gì, Magic Movie cái gì đó. Tôi thấy nó quýnh, nó giật, nó quýnh quýnh dạng, quýnh bài đó. Ai ngờ nó vô nó quýnh thiệt không. Chết tôi cho thiệt. Thì người ta quay ông cứ đứng ở ngoài ông tệ quá như vậy nó chẳng đánh thật. Thì cũng phải vậy, người ta mới không cho nó quay nữa, mình mới vô quay, định xin kiếm miếng gọi tiền đấy mà. Có cơm ăn. Cái tiền không biết bây giờ đủ tiền thuốc cho ông không này. Mệt quá, sao ông cứ rầy tôi hoài. Thôi. Giờ chắc kiếm cái phòng trọ nào á, nghỉ đỡ đi. Rồi ngày mai đi tìm con tôi tiếp. Tôi nghĩ số tiền 2 triệu chắc kiếm cái phòng nhỏ nhỏ cũng được rồi. Nhưng mà trước mắt thì bây giờ đi kiếm cái gì ăn đã. Chứ đói quá. Trời ơi, ông nhắc tới bụng nó kêu rột đó. Đi. Dạ chú ơi, con gửi hai chú. Cái gì đấy? Dạ tụi con bên nhóm từ thiện Bắc TV á. Dạ ngày nào tụi con cũng phát cơm cho những người vô gia cư ở đây hết á. Cảm ơn con. Tụi con nha. Cầm. Đi. Dạ, con chúc hai chú ngon miệng. Cảm ơn con. Con đi. Chúc hai con nhiều sức khỏe nha. Trời ơi ông ơi. Hồi nãy là lúc mới lên Sài Gòn cái bước chân xuống cái là bị mất cắp lấy đồ hết trơn á. Trời, đã vậy con bị đánh. Bây giờ tôi có cái vụ này cũng hay nha. Hình như tôi nghĩ sai về người ta rồi. Chứ sao nữa, ở đâu mà không có người này người kia. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn mà. Thôi. Nhưng bây giờ có dùng bàn tay ăn cơm được không? Hay để tôi đút? Thôi ráng cũng được mà. Đây, đó là. Cái mồm còn nhai được không? Sao cứ chửi hoài, cứ làm bàn hoài vậy? Tôi lo. Ông cho tôi ăn ngon miệng được không? Cố ăn vào đi, lấy sức rồi mai kiếm con ông sau. Đừng ngọt phết không ạ. Ăn mà đau khổ thế. Nó hàm nó nhai, không được tự do. Thôi ông cứ ăn, đừng lo tôi. Cố mà ăn vào cho nó có sức. Ba. Ui. Sao ba thật ra như thế này vậy? Ai đánh ba? Mày từ từ để tao nuốt miếng cơm cái. Mày đâu bây giờ mới mò đầu ra hả? Hả? Mày có biết là Tết mày không chịu về quê, ba mày nhớ mày. Đi lên trên này tìm mà gọi điện không bắt máy. Rồi bị người ta cướp mất cái túi. Rồi bây giờ không có tiền, không có cơm ăn, phải đi đóng quần chúng cho đoàn phim mới bị đánh thế này đấy.
Không phải đâu chú Khoa, con xin lỗi. Lỗi cái gì? Hả? Mày mày là con tao, tao tán với thằng Phát rồi đó. Ờ nè nè nè. Hả? Tuyện con của tôi thì tôi chưa có la gì từ ông la nó dữ vậy. Tới giờ phút này em còn bênh nó nữa hả? Ông cứ bênh nó như vậy nó mới hư như thế đấy. Không phải đâu, chứ tại vì ở trên công ty con á, con tham việc quá. Con thấy á, tốt nhất nè, công ty con tăng lương lên gấp 3 lần luôn. Con ham quá cho nên con cứ ở lại công ty con làm bộ. Ủa là ở lại tăng ca đó hả? Nè đúng rồi. Ủa ông Long? Hả? Ông ăn chơi trác táng hồi nào đấy ông? Ê, ông nói gì kỳ vậy? Ông nội có con tôi đây nha. Mình ở dưới quê thật nhưng mà ông là cũng thuộc dạng là có tiền nhất nhì trong làng mà không lẽ mà ăn chơi rồi không có gửi tiền nên lo cho con để nó phải tăng ca thế hả? Không phải đâu chú Khoa, tại vì con thấy con lớn rồi, con muốn tự lập, con muốn dựa vào tài chính siêu nhiên nhà con nữa. Thôi thôi thôi, được rồi. Đây, xuống đây ngồi cho ba. Dạ. Để tôi nói chuyện với con tôi nha, coi chừng nè. Tự lập là một điều tốt, nhưng con nên nhớ làm cái gì á cũng phải hỏi qua ý kiến của ba mẹ, hiểu chưa? Con tự động con làm vậy, biết là ba mẹ rất là lo và rất là buồn không? Tết đó là cái dịp để gọi là cái như là đoàn viên sum họp với nhau. Con biết có nhiều người ta gọi là không có thời gian rồi vẫn ráng sắp xếp để mà về cùng với gia đình của mình. Còn con có thì con lại nhận công việc bỏ ba mẹ với quê vậy đó. Con thấy vậy có được không? Thôi được rồi, tìm được là tốt rồi, không có khóc nữa nghe. À đúng rồi, hôm nay mới 29 nè, ngày mai mới 30, vẫn còn kịp. Bây giờ về á, xu dọn gấp, rồi có gì sáng mai con ba với lại chú Khoa cùng nhau về quê để mà đón ông bà ăn một cái Tết với cùng với mẹ con, được chưa? Dạ được. Ừ. Dạ đi về ba. Thôi đi về. Anh Đá. Cái gì? Đói lắm, giờ không đủ sức đi về đâu. À cũng anh phải. Ăn cơm thì về. Dạ. Ở đây ăn cơm cùng với ba chú Khoa. Dạ. Con ăn gì chưa? Dạ con ăn rồi. Đi. Vậy đi ăn với ba. Ngồi với ba. Đi. Tính ra mày cũng ngoan đấy. Dạ. Con chú mà biết tự lập như thế đấy, là chú hạnh phúc lắm đấy. Nhưng cái gì cứ phải nói qua bố mẹ nhá. Vô cái đi. Vô. Thiệt luôn ạ. Hôm nay là phải say nha, đâu coi để mấy lon rồi. Rồi, mỗi 4 lon, nhiều lon đến 5. Hôm nay chục về nha. Không được. Dạ. Đừng có khó dành quá. Thấy mấy lần từ lúc mà mày cưới vợ xong rồi Phương nó thiệt luôn á. Kiếm mày khó, thiệt khó lắm. Xưa ngày nào nhậu kêu cái có giờ đâu kiếm được. Mòn mỏi luôn á. Ơi, anh phải hiểu cho em. Giờ vợ con giờ phải lo chứ sao, chứ này vợ em nó kèm em kỹ lắm. À, công nhận nha. Cảm giác vợ mày kèm mày kỹ thiệt, giống như là Roberto Carlos như là Mancini rồi Ramos vậy đó thiệt. Nó kèm kỹ lắm, người thời gian dành cho vợ con nữa. Mà thời gian dành vợ ít cho con thì nhiều. Trời ơi, cảm thấy em tôi nó trưởng thành ta. Có vẻ nó đúng là cái mẫu người đàn ông đây nè. Nó hay. Được á. Tại vì ở thời gian bên con nó vui hơn bên vợ. Thì đúng rồi, bao giờ cũng vậy hết trơn á. Mình cưới vợ về xong á, mình đi làm về á, mệt cái nào mệt, nhưng mà thấy con cái là vui liền luôn á. Không, thấy con ở ngoài. Tao nhớ là mày mới cưới đây mà có con liền hả? Con nuôi. Ủa mày nhận con nuôi hồi nào tao không biết vậy? Trời ơi, ông đừng có nói với tôi là ông không biết mấy chuyện này luôn nha ông Long. Chuyện gì thì... Trời ơi, bây giờ là thời buổi giờ là đầy ra luôn á. Đầy gì? Trời ơi, Sugar Daddy rồi đó, không biết à? Sugar Daddy. Con nuôi. Con nuôi. Là cái đó đó hả? Trời ơi, đó đó. Trời hay quá Phương. Vợ mày nó kèm mà nhớ ra mốt vậy mà mày cũng thoát đi được luôn hả? Trời ơi, vợ tôi ra mốt thì tôi cũng Ronaldo với Messi chứ gì. Tôi lách qua cái một à. Hay nha. Hay à. Phải hiểu cho cảm giác của tôi. Ừ.
vợ mình á, ở nhà lúc nào cũng quản lý mình, cũng cằn nhằn cái gì về là thấy nó chán liền à. Thiệt đúng không? Còn ra mình gặp con gái nuôi của mình á, trời ơi nó ngoan lắm, tại con mình cha nó mà, mình nói nó phải nghe. Trời ơi, trời ơi, đã em nói chuyện nghe đã, con ra chuyện nghe đã đúng rồi. Mà mày thôi thôi thiệt nha. Ăn nói chưa mày nghĩ sao vậy? Con gì nuôi mà không ăn? À, cũng phải, con gì nuôi mà không ăn. giữ nha ừ, bình thường ừ. Giữ á. Nhưng mà chú là vậy là ok rồi đó. Ừ. Nhưng mà coi dừng bả chết nha, phải kín chút xíu. Giống như là người ta gọi là mèo mà giấu mà nhóc ấy vậy đó, thấy không? Bởi vì cái thời gian mà sắp xếp ăn nhậu với anh không có là vậy đó. Phải không? Bây giờ nè, đi làm xong nghỉ trưa là tọt qua thăm con nuôi liền. Mình ôm ấp đồ này nọ xong rồi cái tới giờ làm cái đi làm cái chiều tối về rồi về nhà với vợ. Đúng. Mình phải quý trân trọng từng giây phút đó. Đó anh thông cảm và hiểu cho chú mày cái đó. Tại vì anh thì không có daddy baby rồi sugar này nọ, nhưng mà anh là chỉ có em gái mưa thôi, hiểu không? Tôi cũng nghi lắm mà sao mà thoát khỏi mấy cái này được. Phải có chứ, nói với đàn ông mình mà, đúng không? Thì được, nói chung là cứ ở nhà với vợ đi, còn ra đường muốn làm gì làm đó, mình cuối cùng cũng về vợ được rồi. Anh nói thật cái chú mày một cái, chứ bây giờ hỏi nè, lên công ty á thì sếp nó chửi, ra ngoài đường khách hàng nó chửi, về nhà thì con vợ nó chửi. Thì đó. Thì mình cần có cái nơi để mình trút vô. Đúng rồi. Nó là như vậy thôi. Đúng rồi. Phải hiểu, đó, đàn ông mình phải hiểu cho nhau. Đúng rồi. Chứ em gái mưa của anh nó thật. Anh kính như bưng, bây giờ anh sống mà có con nó luôn mà còn không ai biết luôn. Bậy nha, riêng cái này là bậy nha. Tôi không biết anh ăn chơi làm sao cũng được, chứ mà không bao giờ để lại hậu quả như vậy được. Bữa đó xui dính xin gum, hiểu không? Dính nhẹ cũng xin gum, nó dính luôn tới giờ luôn, mà khỏi chịu thôi. Mình đàn ông có trách nhiệm mà. Đấy là kỳ kỹ nha. Nhưng mà biết sao, thật ra mới đầu cũng buồn. Mà sau này á, tự nhiên cảm thấy hết buồn. Nhỏ con của em gái mưa tôi, trời, nó dễ thương mà nó đẹp. Thiệt, nó đẹp mà nó như một nàng công chúa chứ. Nè, nhìn đi. Nó đẹp còn hơn mẹ nó nữa. Quý lắm mới khoe con đó nghe. Ủa con không thiệt luôn hả? Ừ. Sao không dính ông chỗ nào hết trơn vậy? Không giống chỗ nào luôn á. Sao không giống con của tôi, không giống được. Chắc nó đã giống mẹ quá. Không vậy mà kỹ lưỡng xíu nha. Mấy vụ ngoài này cũng nguy hiểm lắm á. Được rồi. Ừ. Yên tâm đi, anh lo được nha. Thôi uống vài cái về đi thăm con nữa. Con nói chuyện anh cũng phải nhớ nữa. Ok vậy nha, nhớ giữ cho nhau. Ủa anh sao không đi làm? Anh mới đi làm về mà. Ủa anh? À, ý em là sao anh đi công tác mà không đi làm? Ủa là sao? Tự nhiên anh đi công tác đi làm là sao? À là ý em nói là sao anh đi công tác gì sớm vậy? Thì anh đi công tác xong là anh phải về chứ cái gì đâu. À, em muốn đi luôn hả? Dạ không có, tại anh về em mừng quá. Phải không đó? Phải. Ghét quá. Hình như sờ mùi nước hoa khác đúng không? Thì biết anh về nên là em chuẩn bị đón anh. Quỷ quyệt lắm đó nghe. Mà tôi đâu nói về đây đâu, sao biết tôi về đây vậy? Thì vợ chồng thần giao cách cảm, vậy anh cũng hỏi. Cũng phải. Nè, ủa con mình đâu rồi em? Em gửi con ở bên ngoại rồi. Sao tự nhiên gửi con bên ngoại? Thì nhà có mình anh em nên là em gửi cho ngoại trông giùm. Thôi em vô sửa soạn đi rồi mình qua đón con. Vậy thôi để em lên soạn đồ cho anh đi tắm nha. Đợi anh tí. Dễ thương quá, đúng là em gái mưa nha, nhìn nó bức rực. Vô tắm là chết với tôi. Con ở bên ngoài mà nhà có hai cái chén.
tại sao có bia trong nhà? An không hề biết uống bia. Ủa con ông thiệt luôn hả? Ừ. Sao không dính ông chỗ nào hết trơn vậy? Không giống chỗ nào luôn á. Sao không giống con của tôi không giống được? Chắc nó đã giống mẹ quá. Mẹ mà kỹ lưỡng xíu nha. Mấy vụ ngoài này cũng nguy hiểm lắm á. Anh đi công tác rồi sao còn thiếu đi làm? Phải xét nghiệm ADN thôi. Không thể nào có chuyện mà thằng nào ăn ốc mình đổ vỏ được. Em ơi, em ơi, đi đâu vậy ta? Tắm rửa trước rồi đã. Trong phòng chẳng có gì đáng nghi ngờ cả. Không lẽ mình hiểu lầm vợ mình? Nhà nha, anh về cẩn thận nha. À, không biết rồi. Táo quá. Trời. Làm gì mà giật mình dữ vậy? À, tại vì anh nói là anh đi công tác mà em đâu có nghĩ là anh về sớm như vậy đâu. Có về sớm vẫn là chồng của em mà, đâu phải ma quỷ gì đâu mà sợ. Em có nói gì đâu, có chuyện gì vậy anh? Anh chỉ muốn hỏi em là hình như em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Em phải hỏi là anh đang giấu em chuyện gì đúng không á? Anh chẳng giấu em chuyện gì cả, mà anh đang hỏi em cơ mà. Thì em hỏi ngược lại anh thôi, em có giấu anh chuyện gì đâu. Em có ngoại tình gì đâu mà phải giấu anh. Oh. Anh đâu có nói là em ngoại tình gì đâu mà em lại khai vậy. Ừ? Hay là có tật giật mình? Em có làm gì đâu mà phải giật mình. Thành chở của Gia Lai vậy? Thì ra là cái chuyện đó. Cái người mà chở em về là xe ôm công nghệ. Xe ôm công nghệ? Ừ. Sao mà chia tay thấy bệnh rịnh quá vậy? Còn ôm hôn nhau nữa? Thì em lịch sự thôi mà. Xã giao thôi, người ta hung em thì em hung lại vậy thôi, có gì đâu. Em đừng có giấu tôi nữa. Nó là thằng bạn trai cũ bên công ty của cô đúng không? Em nhiều khi em không hiểu anh luôn á. Anh đã biết cái người đó là bạn trai cũ của em rồi, anh còn hỏi làm chi nữa. Tôi chỉ thắc mắc tại sao cô lại nói nó là xe ôm công nghệ. Anh chạy xe ôm, cái nghề của anh là vậy mà.
Sao anh còn thắc mắc gì nữa không, để em trả lời luôn cho anh. Ok, vậy thôi em lên nghỉ trước nha. Chẳng lẽ mình là Tuần Lộc bị cắm sừng trên đầu sao? Ông Long, Long. Ông làm cái gì vậy? Hả? Trời ơi, tôi đi công tác 2 tháng trời ngoài Bắc. Tôi mới đáp xuống sân bay là tôi định chạy về thăm vợ con tôi, mà ông kêu tôi ra này làm gì? Ông leo đây làm gì vậy? Tôi định nhảy xuống rồi chết luôn á. Khùng á, tự nhiên mắc gì chết. Thí dụ như mình có làm ăn thất bại gì á thì mình cũng từ từ mình suy nghĩ. Tự nhiên vợ ông chết rồi sao? Về vợ ông lấy người khác, thấy không? Rồi em gái mưa của ông cũng lấy người khác. Rồi con của vợ ông là con của người ta. Rồi con của em gái mưa của ông giờ cũng thành con của người ta. Ông nghĩ sao vậy? Mày im được không? Tao kêu mày ra an ủi, tao định chia sẻ với mày. Mày ra mày cào xé ra nỗi đau tao nữa lần sau. Là sao? Chuyện gì? Em gái mưa tao, nó cắm sừng tao đâu, mày hiểu không? Là nó quen thằng khác hả? Con nhỏ con gái mà bữa tao khoe con mày á là con của thằng khác, mày hiểu không? Biết ngay là bữa tôi nhìn là tôi nghi nghi rồi. Nhưng mà không sao, tôi nói không nè, cái chuyện ăn chơi hoài bây giờ nó không phải còn mừng nữa, nó không đỡ vướng bận, mình về lại với vợ con của mình là xong. Con vợ tao nó cũng cấm tao luôn, mày hiểu không? Cái này căng nha. Hai đứa con tao, tao xét nghiệm mà dính hai đứa không phải con tao hết, không dính chút xíu và quyết thống luôn. Thôi cái này căng rồi nha. Sao không căng? Mày nghĩ sao? Hai đứa con, xét nghiệm hai đứa, không có đứa nào là con hết là sao? Đang tiện có hai thì mất luôn cả hai. Trời ơi là trời, không ăn ốc mà bắt đổ vỏ, mà đổ hai lần một lượt. Cái này ông giờ là ném về thánh đổ vỏ luôn rồi. Người ta bình thường là mọc một cái sừng là người ta đã muốn chết rồi, còn này ông mọc hai cái luôn. Bó tay thiệt. Cái gì vậy? Bình tĩnh. Mày buông tao ra. Bình tĩnh. Mày buông tao ra. Chuyện đó còn có đó. Mày buông tao ra, tao mỏi quá, tao ngồi không được hả? Bây giờ tao phải làm sao đây? Mày chỉ tao đi Phước. Giờ có hai cách thôi. Một là bỏ hết, dẹp hết, phải không? Kiếm người khác. Còn mày thôi, bây giờ chấp nhận đi về bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ tiếp tục nuôi con tu hú thế thôi. Mày điên hả? Mày nghĩ sao mà về mà nuôi con người ta nữa hả? Đúng rồi, tao sẽ kiện hai đứa nó. Tao kiện hai đứa nó là phải trả lại công bằng cho tao, là trong suốt bao nhiêu năm trời qua tao bỏ tiền tao nuôi con của người ta. Ông đi kiện chắc ông không dính tội quá. Ủa gì? Bộ ông tốt lắm hả? Ông cũng có vợ quen người khác đó, ông không dính tội à? Càng nghĩ càng tức. Mà không, tao sống chung tình quá mà, yêu ai cũng yêu hết lòng, yêu hết mực. Nghĩ sao mà bắt tao đổ vỏ? Ông nói gì? Ông trung tình hả? Ông nói không ngượng miệng hả? Trong khi ông đang có vợ và ông đi cặp kè người này người kia, mà ông trung tình chỗ nào? Cái đó là luật nhân quả thôi. Mình sống là mình phải chung thủy một vợ một chồng, phải tôn thờ cái tình yêu của mình, không được phản bội như vậy, ông hiểu không? Đồ Phước, tao thiệt mà, phải chi cái lời này của ai mà nói tao, tao thấm lắm luôn á. Mà từ cái miệng của mày ra tao thấy hình như nó bị chết sao á. Chết gì? Mày nghĩ sao mày cũng baby sugar đấy, đi sugar tùm lum la, mày còn nói gì đó Phương? Cái đó là con, ông hiểu không? Mình khiển được, tức là mình phải điều khiển được, là tránh cái tình trạng bị cấm sừng, hiểu không? Rồi cha nghe nè con ơi. Cha đang về, cha đang về. Hả? Con có bầu rồi hả? Trời, bao lâu rồi? Một tháng hả? Rồi, được rồi. Cha sẽ lo cho con và cháu.
Không, cha sẽ lo cho con và con của cha nha. Rồi yên tâm, cha về liền. Đó, thấy chưa? Mình phải khiển được. Mình phải chắc chắn là nuôi con là nó phải trung thủy với mình, hiểu không? Ê, tao phục mày thiệt luôn á. Thôi bình thường. Mà hồi nãy mày tới đây mày nói tao mày mới đi công tác là bao lâu về rồi? 2 tháng. Mà con nuôi của mày nó có thai được mấy tháng rồi? 1 tháng. Mày có thấy gì nó cấn cấn đó không? Thì đó, cấn chứ. 2 tháng 1 tháng. Ủa gì đứa con đó của ai? Mình phải hỏi con gái nuôi mày nha. Thấy mẹ là không được rồi nha. Làm cho cố vô. Cuối cùng tao không biết là tao với mày thằng nào mới là thánh đổ vỏ đó. Sao? Anh làm gì vậy hả? Sao là sao? Anh tính lấy ghế anh chọi đầu tôi đúng không? Cô lấy cái nỉ của phóng luôn đúng không? Nè anh, thì sao? Anh là đàn ông con trai nha, chứ anh đừng có đánh vợ nha chưa? Cái gì? Cô nghĩ sao tôi đánh cô? Chứ anh làm gì đó, bỏ xuống. Bỏ xuống cô phóng luôn sao? Nè, cái này còn đỡ nha, tôi mà có con dao là tôi lụi vô đầu anh rồi đó. Đi giờ. Thằng bà con gái gì đâu mà quỷ gì giữ như quỷ gì đó. Đối với anh là phải vậy đó. Đó, bỏ xuống đi, bỏ xuống luôn hả? Cái gì vậy? Dạ, hả? Cô nghĩ sao vậy? Tôi là dù gì nè, con trai trưởng gia đình, con trai duy nhất, độc nhất. Hồi xưa ở nhà cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ngày cô nhớ cô rước tôi về nhà, cô cưới tôi không? Cô thề non hẹn mỹ tôi như thế nào? Cô nói là cô sẽ chăm sóc của tôi đến trọn đời, răng long đầu bạc. Bây giờ, đó thấy chưa? Tôi mở cái này sao? Nè anh nói gì? Tôi đi rước anh hả? Tôi cưới anh hả? Đừng có mơ anh là quỳ xuống dưới chân tôi, anh lạy lục tôi mới về nhà anh nha. Mà anh nói gì? Anh là con vàng con ngọc và tôi con rơi con rớt hả? Hả? Con là con rơi con rớt của ba mẹ tôi hả? Hay sao mà anh nói cái kiểu đó? Cưới người ta về không lo cho người ta suốt ngày đi nhậu không à? Nhậu nhà có ra tiền không? Chứ có nghĩ sao nhậu nhà không ra tiền? Nhậu xong một cái là phải ra tiền, trả người ta không ra tiền người ta quấn cho chết. Đó, nói cái kiểu đó nữa hả? Nè. Cái nhà này không có lên, không có làm ăn được là do anh đó. Sao không suốt được? Ngày nhậu nhẹt quay gái gú quay. Đi nhậu là nhậu kiếm tiền nha. Không có đi những cái cuộc nhậu đó làm sao có tiền để mua trả góp cái nhà này. Tôi mà không gom góp mua cái nhà này á là bây giờ ra đường ở rồi kìa, chứ đừng nói cái kiểu đó nha, chưa? Đó, lúc nào cũng mở miệng nó nói vậy. Nè, hồi xưa chưa cưới cô nha, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Cưới cô về lúc nào cũng 1-2 là tiền tôi giữ rồi mỗi lần phát cô giống như là phát tiền sáng. Nè, tôi nói cô nghe nha. Sao? Tôi là chồng cô hay là con cô đâu? Cô chăn cô dắt vậy hả? Bây giờ tôi không nói chuyện với anh là một thằng đàn ông bất tài vô dụng. Nè, cô nói gì nói là đàng hoàng nha, tôi là bất tài vô dụng hồi nào? Xin lỗi cô luôn à, tôi đầy tài năng nha, không hề vô dụng nha. Tài của anh là tài đi nhậu đó, tài xài tiền đó, xài gái gú đó. Đúng rồi, không nói chuyện cô nữa. Đàn bạn gái giữ tiền lúc nào giữ tiền, còn đàn ông ra đường là lúc nào phải tiền bạc mới phải rủng rỉnh, cà phê thuốc lá bạn bè, đúng không? Cô nghĩ xuống giữ hết tiền đó, giữ riết không có nhìn tiền, nhìn mặt cô thấy nguyên chữ tiền hiện lên luôn đó, nhìn riết mà giữ tiền mà kibo rồi cái mặt của nó nhào, nhìn nó như là một bà già. Xin lỗi cô, giờ đi ra ngoài đường đi chung với cô tôi cảm thấy rất là nhục. Đi ra đường người ta gọi là trời ơi, hai chị em nó đi chơi vui quá. Mới nói gì vậy hả? Mới nói gì? Mới chơi tôi già đúng không? Nó có sao nói như vậy? Hồi anh cưới tôi ngon làm sao mà giờ tôi về với anh xài tôi, giờ tôi ra làm sao mà giờ còn nói cái kiểu đó nữa? Gì, tôi xài cô hay cô xài tôi? Nè, đừng có nói cái kiểu tôi xài cô hay cô xài tôi nha, chưa bây giờ anh chê tôi xấu đúng không, bây giờ anh chê tôi là già đúng không? Ok, được rồi, bước ra ngoài đường kiếm con khác ngon hơn mà quen mà cưới. Xin lỗi cô à, cỡ tôi một chân à, hô biến sao hàng dài từ đây đến ngôi chợ. Bước ra thử có hô biến được không? Bây giờ tôi không nói nhiều với anh nữa, anh mà chê tôi cỡ này là xúc phạm tới danh dự của tôi. Chia tay đi. Gì mới cãi lộn gì làm gì vậy? Chia tay bây giờ xúc phạm tới danh dự của tôi không muốn sống với một người chồng mà lúc nào cũng chê vợ như vậy nữa. Anh nghĩ sao, tôi là chị của anh hả? Nói vừa phải thôi chứ. Cô muốn chia tay hả? Đúng, tôi muốn chia tay. Chia thì chia. Trời ơi, cái ngày hạnh phúc đó là tới rồi, tôi chờ giây phút đó từ lâu lắm rồi. Xin lỗi cô à. Chia thì chia. Đây nè, cái nhà này sao? Chia luôn. Nhà chia luôn đúng không? Bây giờ cái nhà này chia luôn, bây giờ tôi kêu giá được giá tôi bán chia đôi. Anh á không muốn ở đây thì anh biến ra ngoài nữa. Mà đã ở đây rồi là không được đụng chạm gì cuộc sống của tôi nha, chưa? Mạnh ai nấy sống nha, chưa? Trời, lạy hồn chính vía nha, xin lỗi cô luôn nha. Tôi mong cô là đừng có đụng với tôi đó. Xin lỗi cô à, nè, lần sau đụng vô gì đụng đạp cái một văn ra đừng có nói nghe chưa. Anh đạp tôi lật cái này vô đầu anh luôn, anh tin không? Nhà này mình ở đây tạm thời thôi nha. Bán xong chia đôi liền, nghe chưa? Trong khi đó cuộc sống mình đừng ai đụng chạm đến ai, ok? Nè, thể hiện liền nè, quyền năng của người đàn ông nè. Xin lỗi cô, tôi nghĩ là sao? Alo, mày đang ở đâu á? Chỗ cũ nha, không say không về. Chúc mừng tao là người tự do đi. Vậy nha. Chào bà già. Đi. Đó, vừa lắm trời phạt đó.
Vô. Mỗi hôm là tao thua mày không á. Hôm nay riêng hôm nay, riêng hôm nay tao chấp mày một chai rượu luôn. Mày uống khi nào mày uống không nổi mày nói tao một tiếng thôi. Tao uống thêm đúng hai chai nữa rồi về. Trời ơi, hôm nay nhậu dữ ta. Ôi sao? Thôi uống đi. Một lát nữa mà bò về con sư tử nhà anh á mà nó nhai đầu anh á, là anh biết. Chuyện gia đình tôi để tôi lo nha. Bạn không cần thiết phải lo chuyện đó. Mày không kiếm được người thứ hai như con Linh đâu. Bởi vậy hãy trân trọng và giữ gìn nha. Cỡ con Linh nha. Tôi chỉ cần đứng đây tôi hú một tiếng hú hú, sắp hàng từ đây về tới chợ luôn. À. Nha. Đừng có giỡn mặt như tôi. Nha không? Rồi. Ông là ông quá dữ rồi. Ông là chú tể rừng xanh rồi. Thôi vô. Nha. À. Nè. Thông báo ông biết. Tôi bây giờ người tự do. Nè. This is the mouse. Ok. Vô. Rồi vô. Chúc mừng sự tự do của bạn. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Yêu vẫn đẹp sao? Quá. Nè, cô định ám sát chồng cô hả? Cô hù chết tôi hả? Tôi không có ở không. Nhưng mà anh phải biết đây không phải là nhà của riêng anh, mà đây là nhà chung. Làm ơn văn minh ý thức dùm. Nhỏ nhỏ cái miệng lại. Đó, đó vừa. Nè, nói cho vợ nghe. À không, phải là vợ cũ mới đúng. Mình đã nói hồi sáng nay là đường ai nấy đi, thấy không? Đừng quan tâm đến nhau nữa. Ok. Tôi không có ở không mà quan tâm tới anh, hiểu không? Nhưng mà cái thói của anh á, là đi nhậu về la làng bà là sùm bùm lên, không có ai ngủ được hết. Thứ nhất, thứ hai á là mở cửa không bao giờ mà đóng cửa hết trơn á. Tôi phải xuống đây tôi đợi anh về nè, để tôi đóng cái cửa lại. Chớ hả bị ăn trộm vô rồi rinh hết đồ trong nhà để lúc đó thăng xui. Tôi nói cô biết nha, tôi vẫn còn tỉnh nha, vẫn còn tỉnh nha. Vẫn đứng vững bằng nè, cơ thể của mình nghe. Ngã cái tủ đó là anh không yên với tôi đâu nha chưa. Bể đồ là anh không yên với tôi đâu nghe chưa. Cô đừng có ngụy biện. Nè, nói cô biết một điều như thế này. Tất cả mọi chuyện chấm dứt rồi, thấy không? Cô đừng có giả bộ mà gọi là quyến luyến hay gì nữa. À chưa? Nha. Chia tay sớm nó đau khổ. Thế thôi, nha. Ý đơn là tôi ký cho. Ok. Khỏi nhắc. Tôi ký sẵn rồi. Ok. Được anh ký đó, ký đi. Đâu? Đây đâu? Ăn nhậu riết lú rồi. Nhớ mấy con gà ngoài đường hay sao mà về còn ôm con gà nó nói chuyện nữa. Vậy đâu? Quay qua đây nè. Đây nè cha, đây nè. Trời ơi. Bút đây. Nhấn đây nè. Hạ bút là thành chương thôi, hiểu không? Ok. Đứng đi. Ủa à. Anh sâu say, anh say. Anh. Hả? Giờ này chắc vợ cũ của anh đi làm rồi hả? Anh nói em rồi, đừng có tới làm chi hết. Em cứ nặng nặc đòi tới hoài. Anh này, ly dị rồi mà anh sợ cái gì vậy? Ai nói anh sợ?
Anh sợ ai? Nhà này anh không sợ ai hết trơn á. Chẳng qua là tụi anh cũng chưa có giấy tờ đi vậy chính thức, hiểu không? Chỉ mới nói miệng nhau thôi, mới ký vậy thôi. Với lại nhà cũng chưa bán được. Nói chung là vẫn cũng đang ở chung. Hay là anh tìm lý do đuổi chị ấy đi đi. Còn không ấy thì kêu chị ấy đưa phân nửa số tiền của căn nhà, xong tụi mình đi chỗ khác ở. Được. Cũng được, cái đó cũng được á. Để anh sẽ nói chuyện với cô ấy sau ha. Ly dị thì trước sau gì cũng ly dị mà. Chỉ chờ tòa giải quyết thôi. Em không biết đâu. Em phải dọn vô đây em ở chung với anh. Chắc chắn là vậy rồi, chắc chắn là vậy rồi. Anh sợ vợ cũ anh đúng không? Đâu có. Trời ơi, nghe nói nè. Làm gì mà sợ. Em cứ về đây em ở, nghe chưa? Đây. Sao? Nhận không ra hả? Nhờ có anh chê tôi á mà bây giờ tôi mới biết sửa soạn lên đó. Cảm ơn anh nhiều nha. Nè. Cái gì? Cô ăn mặc vậy đi đâu đường đó hả? Thì sao? Có vấn đề gì với anh không? Chồng cũ của tôi. Không có gì. Đây là bạn gái của anh hả? Hay là vợ mới của anh luôn? Tôi với anh á, tờ đơn đưa lên tòa chưa kịp quyết định nữa mà anh dẫn gái về nhà của tôi hả? Để coi được bao lâu. Đây là bạn gái mới của tôi. Cô ta không có đanh đá mà xỏ xiên mà cà khịa như cô đâu. Hiền thục hơn cô nhiều. Tôi chỉ hả dữ dằn khi mà tôi làm vợ của anh thôi. Còn cái cô này, nhìn đi coi thử là nai được bao lâu. Rồi mai mốt cũng quá thành hổ thành báo như tôi thôi. Cô làm sao? Tôi chưa cho cô lên tiếng ở đây nha. Cái nhà này á, dù gì đi chăng nữa cũng là một nửa của tôi. Cô bước vô đây á, đồ đạc của tôi á, không được mất mát, không được hư hao nha chưa. Anh bỏ của ta là đúng rồi. Vừa già vừa xấu mà còn không giữ nữa. Thôi mình lên phòng đi, em muốn xem phòng của mình. Đi. Đi. Nè, tôi chịu hết nổi rồi nha. Cô coi kìa, cô bước vô nhà này ở có một tuần thôi mà cô biến cái nhà này như là cái đống rác vậy đó. Cô không biết dọn hả? Cô thấy bừa bãi á thì cô dọn đi. Ai kêu ở lì đây làm gì? Dám mở miệng ra nói như vậy nữa hả? Đây là nhà của tôi. Tôi thích thì tôi ở. Chứ đừng có dùng cái từ mà ở lì nghe chưa. Ở lì là cô ở lì đó. Nhưng ở đây cũng là nhà của anh Long. À, hay là cô muốn níu kéo anh Long? Níu kéo hả? Nè, nói cho biết nha. Cái gì mà tôi đã dục vô sọt rác rồi đó, không bao giờ tôi lượm lại. Hiểu chưa? Nè, ý cô nói anh Long là rác, còn tôi là người lượm rác hả? Cái đó là cô tự nói, tôi không có nói nha. Cô làm sao? Lo mà dọn dẹp lại cái nhà này đi. Đàn bà con gái gì đâu mà ăn ở dơ giấy. Anh, cô vợ hồ ly của anh á, mới kiếm chuyện em kìa. Còn nói là rác rưởi nữa. Em có thể mà dọn dẹp cho nó gọn được không? Sao anh khó chịu vậy? Không phải là anh khó chịu, nhưng mà em coi coi, anh đi làm từ sáng đến chiều tối về hả? Đầu tắt mặt tối. Đáng là em ở nhà phải phụ anh này sao mà nấu cơm nấu nước cho anh này nọ. Đằng này em không có phụ anh cái đó ha? Bắt anh phải nấu cơm nấu nước để mà phục vụ em. Rồi còn dọn cái bãi chiến trường của em nữa. Làm sao anh chịu nổi? Ủa? Sao lúc yêu tôi nó hay lắm mà. Còn việc nhà nếu mà làm không được á thì thuê người làm đi. An, nếu mà em xác định đến với anh tương lai á thì em phải tập làm việc nhà đi, em hiểu không? Rồi sau đó em phải kiếm việc gì làm để mà đỡ đần, để hỗ trợ anh trong những lúc anh khó khăn nữa.
em hiểu không? Anh nghĩ sao vậy? Đó giờ tôi là con vàng con ngọc, có bao giờ làm việc nhà đâu. Nè anh thấy móng tay tôi không? Mềm yếu. Ủa tôi làm tôi xấu sao anh bỏ tôi sao? Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng. Còn cái chuyện mà việc nhà á, anh đi làm lo cho em. Ăn xài vậy là anh là lo còn chịu không nổi rồi. Bây giờ kiếm thêm mà có những người giúp việc rồi đó, tiền đâu mà trả cho người ta. Anh lo cho tôi, anh lo nhiều quá à. Anh mới lo cho tôi có tí xíu à. Bây giờ tôi mới biết anh là keo kiệt bủn xỉn đó. Hai người làm ơn nhỏ tiếng giùm tôi được không? Để người khác nghỉ ngơi nữa. Cô im đi. Biết cái gì mà nói. An, tại sao lại bất lịch sự vậy? Em biết làm gì là quá đáng đúng không? Tôi quá đáng hay là anh quá đáng? Anh là đồ lừa gạt. Anh lừa gạt em cái gì? Anh kêu tôi về căn nhà này. Tôi tưởng đâu là căn nhà này là của anh. Ai ngờ nó chỉ được một nửa thôi. Tôi nói cho anh biết nha, tôi mà đi ra ngoài đường á, người ta xếp lớp để đón tôi á, vậy mà tôi bỏ hết, tôi đi theo anh, để giờ tôi được cái gì? Không được cái gì hết. Anh chỉ là một thằng nghèo rớt mồng tơi mà thôi. Đã vậy á, tôi cũng theo anh nữa. Vĩnh biệt. Tới nhà em rồi, anh đi về cẩn thận nha. Ok, chị em vô nhà đi. Dạ. Cô đi đâu giờ này mới về? Đi với bạn tôi nữa. Thì tôi biết đây là bạn của anh mà. Không những biết đây là bạn của anh, tôi còn biết người này rất là tốt và quan tâm chăm sóc cho tôi, chứ không phải tệ bạc như anh đâu. Thôi, em vô nhà nha. Ừ. Anh về sớm nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh nha. Em vô nhà đi. Chuyện này là sao? Thì như mày thấy đó, thứ mày đòi bỏ đi chưa chắc đã không tốt. Mày không biết trân trọng thì tao sẽ trân trọng, tao sẽ chăm sóc cho Linh. Mày dám ngoại tình với vợ của tao hả? Mày nói cho đúng nha, phải gọi là vợ cũ. Hơn nữa khi tao theo đuổi cổ là mày và cổ đã ly hôn rồi. Cổ không có ngoại tình, mày mới là thằng ngoại tình. Linh vừa xinh đẹp và tốt bụng như vậy mà mày không nhận ra giá trị của cô ấy, nhưng tao thì có. Nói vậy, mày thừa được đục thả câu đúng không? Không, cái này phải gọi là chớp lấy thời cơ. Thôi, tao về đây, tạm biệt mày nha. Em đi đâu sớm vậy? Em ra ngoài có chút chuyện. Ồ. Em đi nha. À, Linh à. À, em ăn sáng đi rồi đi. Cảm ơn anh, em ra ngoài ăn cũng được. Ồ. À, Linh. Anh sai rồi. Cho anh một cơ hội, mình làm lại từ đầu được không em? Linh, anh xin lỗi. Không có gì đâu.
em bán được nhà rồi đó. Ngày mai người ta dọn tới, anh tranh thủ dọn đi đi nha. Chừng nào người ta chuyển tiền xong á thì em chuyển khoản vào lại cho anh. Sao sao nhanh vậy? Tại vì người mua nhà là anh Đức nên anh muốn dọn vô sớm hơn. Vậy ha. Em xin lỗi anh ạ. Không sao, lần sau đi cẩn thận nha mày. Dạ, dạ vâng ạ. Úi chặt. Ờ, xin lỗi. Không sao, tao đứng cẩn thận nha mày. Dạ. May là tao đang mừng nha, tao đang vui nha. Nhưng mà mày tới số rồi đó. Đi đứng cẩn thận. Trời ơi. Xài điện thoại củi bắp nữa chứ. Mà thôi, có đỡ hơn không. Cái điện thoại mình đâu rồi? Thằng mất dạy. Đang đi trên đường bỗng thấy bất thường, úp mặt vô tường lại thấy bình thường. Alo. Nè, đừng có chửi coi chừng tổn thọ đó. Muốn lấy lại điện thoại đúng không? Ra công viên đường 41. Vậy nha. Nhớ tắm rồi mà ta. Mùi ga đâu vậy? Đừng kêu ông ga vậy mà không biết. Dám mua rượu mà mắc thợ hả? Dạ em không dám ạ. Đúng là hôm nay em đã gặp được cao nhân ạ. Tao là người chuyên thay trời hành đạo, bắt những thằng mà bóc túi như mày đó. Dạ em hứa đây là lần cuối cùng của em ạ. Em chỉ mong anh dơ cao nhưng mà đánh khẽ, cho em xin lại điện thoại của em được không ạ? Cùng với tao một phi vụ lớn, tao sẽ trả lại điện thoại cho mày. Ủa vậy hóa ra anh cùng một ruột với em hả? Mày có dám chơi không? Tao biết có một căn biệt thự, tối nay họ không có ở nhà, tiền thì rất là nhiều. Trước giờ em có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ, nhưng mà tiền thì không anh à. Hợp tác vui vẻ. Hợp. Hợp tác vui vẻ. Mày hơi màu đó. Ngọt thế. Đúng là cam nhà người giàu nó cũng khác. Hey. Gì anh đi xuống lúc nào đấy? Mày đang làm gì vậy? Đang ăn. Mày vô đây làm gì? Ăn trộm. Trời. Mày vô đây ăn trộm mà tao tưởng mày vô đây mà nhà của mày không đó. Thì em ăn trước rồi trộm sau.
Từ nãy giờ mày kiếm cái gì đây không? Không có gì hết anh à. Nhà bếp bát đũa này chưa rửa, hôi muốn chết luôn à. Em kiếm mãi mới được hộp sữa chua với lại cam á. Ủa anh, trên kia có gì không anh? Có cái sắt. Trời tới rồi anh ơi. Vậy là từ giờ tới cuối đời chăm sự nhờ anh ạ. Nhờ cái gì? Két sắt. Tiền chia chứ. Lấy gì mở? Mày điên hả? Không có chìa khóa, không có mã khóa, không có mật khẩu làm sao mà mở? Đang bực muốn chết đây nè. Tao làm đủ mọi cách đục lum la không được nè. Xuống gặp mày còn lại ngồi mày ăn mày nhà mày hốc dưới đây. Có thực mới bực được đạo chứ anh. Mày lấy đồ xong rồi đi ra mà lúc đó mày có tiền có này nọ mày lúc mà mày ăn uống mà mày thoải mái được hiểu chưa? Nhưng mà ở đây có cái gì đâu để mà em lấy. Có em lấy rồi, em tìm hết rồi. Đúng thì cái nhà gì ông, nhà giàu mày đặt xài cái sắt mày. Nhà tao nghèo tao không xài cái sắt thôi, nhà giàu xài cái sắt. Bậu được chứ. Mày nhìn cái gì? Anh nói vậy anh thấy ngại mồm hả? Ngại gì? Nhà người ta giàu người ta mới cần két sắt để giữ tiền. Anh lấy két sắt làm gì? Tại sao không ra ngân hàng gửi? Hả? Còn mình là nghèo nè. Mình ở đây đó nào đi đâu? Phải có cái sắt để kế bên không? Để bỏ đồ khỏi bị ai lấy. Rồi anh đi đâu anh kéo theo két sắt hả? Mai anh có cái gì để ăn tới rồi. Hả? Mày đặt. Đi Dung không kiếm được cái gì đúng không? Có cái gì đâu anh này. Có trái cam anh ăn đỡ đi. Đi. Hey! Cái gì? Anh đứng yên đó. Bước thêm một bước là có biến đó. Biến cái gì? Biến cái gì? Anh đứng yên nha. Mày làm cái gì? Không được cử động. Có gì à? Có chứ. Cái gì à? Cái gì à? Trời ơi, nãy giờ em kiếm hoài mà kiếm không ra anh ơi. Tiền. Thôi tao nói nha, cái chỗ nào mà nguy hiểm nhất là chỗ đó là an toàn nhất. Bởi vậy đó, nhà giàu người ta hay lắm. Két sắt người ta không để tiền. Mà người ta... ta để tiền đi chợ ở đây hả? Có mấy chục ngàn. Lượm lên, lượm lên, lượm lên. Bên em được 17 ngàn. Bên... chưa tới 100 ngàn nữa. Đừng giữ chưa? Vậy là hay rồi anh ơi. May mắn rồi đấy. Mai anh có cái gì để ăn nhá. Ừ mình giếm mình mày đi. Đi. Khoan đã. Cái gì nữa? Em lấy cái tô này. Mày điên hả? Hả? Mày vô bà nội cha mày lấy đồ gì mà lấy cái tô là cái gì? Anh đang lấy trái cam đó. Chứ cam mà ăn được cái tô mà ăn được không? Được chứ anh. Mày ăn sành hả? Anh không biết cái gì hết. Anh nghe câu mà nhà sạch thì mát, bát sành ngon cơm chưa? Tao có nghe nhưng không dính dáng cái vụ này. Trước giờ anh em mình sống lang thang mai đây mai đó. Chỉ có ăn cơm hộp và cơm bịch thôi. Ê, cơm hộp tao có nghe nha. Cơm bịch chưa nghe. Ôi anh ơi, bởi vậy anh chưa trải sự đời nhiều rồi. Anh chưa khổ bằng em đâu. Mà sao? Cơm bịch á, là mình me người ta ăn á. Người ta ăn mà còn dư á. Ừ. Là mình lấy cái bịch mình dồn vào. Dồn vào, mình về mình ăn. Lâu lâu người ta ngán thịt á. Hoặc nhiều khi người ta gặm cục xương mà chưa hết thịt á. Mình gom một cục xương, ăn ngon lắm. Hộn hết luôn một cái bịch rồi mày về mày phân chia lại mày ăn hả? Lộn xộn luôn, ăn kiểu tạp hóa luôn. Tại lụ hả? Ăn trong bịch. Ăn trong bịch ngồi trong hướng, anh chưa nghe hả? Ăn trong nồi ngồi trong hướng, ăn trong bịch mà có luôn. Đấy là người ta có nồi ăn, còn em đâu có nồi mà ăn bịch. Tao không ngờ mày lại vậy luôn đó. Chứ sao nữa, nhưng từ bây giờ em không còn ăn trong bịch nữa. Em sẽ me những chỗ nào mà người ta ăn dư. Em dồn được một bịch, sau đó em mang cái bịch đó và em đổ ra tô ăn. Tao tưởng biết cái gì, cuối cùng mới ăn cơm bịch thôi, hiểu không? Không, nhưng cơm bịch trong tô. Anh ăn cái cơm bịch trong tô nó khác với ăn trong bịch chứ. Tao giết mày, tao giết rồi. Mặt đứng quá. Ra ngoài cái ra. Đúng là khùng mà. Thì, nhưng mà cơm bịch trong tô nó ngon hơn. Đó, còn miếng cuối cùng anh ăn đi. Ừ. Cho chọn tình quê. Sao anh? Ngon không? Công nhận mày đúng nha. Cái tô này ăn vô nó ngon hơn là ăn cái hộp. Ăn hơn cái bịch. Cơm bịch. Chứ sao nữa anh? Ăn cảm giác nó sang. Đúng. Vì ăn vô á, nó không ngon. Nó không có gì gọi là thú vị. Nào,
Ê, mà ăn này xong á, ta phát hiện ra một điều nữa là ăn này vô mình cảm thấy cho mình cái cảm giác rất là phiêu linh. Phiêu nó sang lên chứ nó không phiêu nha anh. Có nó cảm cho mình cảm thấy mình giống mình bay bổng vậy đó. Hơi quá rồi anh. Thiệt. Làm gì mà bay bổng. Nè mày nha, mày ăn cơm rồi. Có nghe nè. Nè. Không. Anh ơi. Thôi. Không. Ai. Em bị dị ứng với cái tiếng này. Ai chẳng dị ứng, tao cũng dị ứng vậy. Nhưng mà không nhau, có mày quét vô mà. Ê, thôi mà. Nó bay bổng lên liền. Không, nhiều đó. Anh ăn xong rồi đi rửa đi. Nhổ hết ra gà. Mà nói gì? Anh ăn rồi ra xong này ra rửa cái tô đi. Mày điên hả? Mày nên nhớ tao là anh mày đó nha. Anh thì sao? Thì mày phải rửa, mày nhỏ mày phải rửa chứ. Ô, em nhỏ nhưng mà em lấy cái tô này thì bây giờ anh phải là người đi rửa. Vậy nó mới là anh em tình nghĩa chứ. Tình nghĩa cái gì? Thì bây giờ anh em từ nãy mày thấy tao ăn nhiều mày không? Tao ăn cũng bằng mày, đúng chưa? Tao có lấy hơn mày không? Ô anh ơi, vậy mà anh nói là anh che chở em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. À em nói nghe nha, anh lớn nha, anh đừng có chơi láo. Chứ để mấy thằng em nó chơi láo hơn anh này, anh không chơi láo lại đâu. Ý mày nói vậy là sao? Thì ý em nói là cái gì cũng phải có sự công bằng, em lấy anh phải rửa. Bây giờ tao hỏi mày rửa không? Em không rửa. Đừng trách tao vô tình nha. Mày rửa không? Em không. Này anh chơi, anh mày chơi rửa không? Nha. Mày tao cũng vậy. Đó, anh em có đàn cùng chịu đó. Mày rửa không? Không. Này, mày rửa không? Không. Mày rửa không? Thôi đi nha. Khói rửa. Rồi mày lấy gì ăn? Điên cắp cái tô khác. Mày giỏi. Ê, dạ uống miếng nước đi. Tiền đâu uống anh? Nè, mày đừng có giỡn mặt nha. Hôm qua lấy được 70 mấy ngàn đó, mua 2 hộp cơm là tốn chỉ có 50 mấy ngàn thôi, còn dư gần 20 ngàn đâu. Gần 20 ngàn sao đủ 2 chai nước? Muốn một chai ai tẩy cũng được hả? Vô. Chủ quán ơi, cho 1 chai nước ngọt 2 tẩy nha. Nhớ 2 tẩy nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Ê bà, thời buổi bây giờ trộm cướp với lộng hành ghê á. Hở ra là trộm, hở ra là cướp. Cái nhà đó kìa, hôm qua mới bị trộm á, biết không? Vậy hả? Ờ. Mắc cũng đúng rồi, nhà giàu quá mà. Đi cả đêm vậy đó, nhẹ mình phải thuê bảo vệ. Không thì mà thuê dân phòng người ta coi cho cũng được. Ủa cô, con nãy giờ ở đâu đụng chạm với 2 cô đâu cô? Không, tụi này đang nói về cái là sao thuê trong phòng đó thôi. Chứ đâu có nói gì tới em đâu. À. Mà em biết cái nhà đó trộm mắt cái gì không em? À, 2 câu hỏi mới nói á. Ờ. Không biết tụi nó có biết cái món đồ đó đắt nhất không á. Mà tụi nó lấy đúng món đồ quý nhất luôn á. Vậy hả? Đồ gì quý vậy? Mắc cái gì? Biết mắc cái gì không? Không biết làm sao á, cái nhà đó phải báo cáo lên công ty bảo hiểm. Rồi công ty bảo hiểm á phải báo lên cơ quan chức năng truy tìm tụi nó. Ghê, tao có đồ quý giá lắm á. Có khi nào cái cam mang đi là giống quý không? Không không, quý thì làm sao mà để cả đĩa như vậy được. Em nghĩ là cái hũ da ua. Sao vậy? Em ăn ngon lắm. Bên đây chỉ có đúng 1 hũ trong tủ lạnh à. Mày ói ra đi. Ói ra. Em đi vệ sinh luôn rồi. Chắc đồ có giá trị lắm á. Em biết là cái gì không em? Đúng rồi cô, quý giá lắm chứ cô. Cái đó đồ cổ mà cô. Nghe nói đâu á, cái đó là cái tù cổ á. Tù cổ mà cái đời nào đời càng xưa là không có cái gì. Đời Trần á. À thời Đinh Tiên Hoàng á cô. Ghê. À, vậy hả? Đinh Hoàng đời lâu lắm rồi. Đó vậy là có giá trị lắm, giá trị lắm á. Đúng rồi cô, cái đồ đó 500 triệu 1 tỷ cũng có luôn á. Cái đó là 500 triệu. Em đâu có biết là nó 500 triệu đâu. Tao nói mày muốn phải rửa, tại sao mày không rửa? Anh đừng có nghĩ là ai, anh lớn đánh em nha. Lúc đầu anh cũng là người không muốn lấy cái tô đó nha. Em mới là người muốn lấy đó. Em mà biết cái tô 500 triệu ấy thì làm sao mà dám bỏ cơm về em ăn chứ. Trời ơi, em ôm nó ngủ luôn nhưng sao mà đi rửa. Không có nói nhiều nữa, tối nay đột nhập vô lấy cái tô khác. Đúng.
Này 5 ngàn. Cái gì? Hôm qua cô trả tôi 10 ngàn tôi không bán đó. Trời ơi, anh coi mấy cái này nè, nè, toàn là đồ bỏ đi không à. Tôi lấy vậy là cao lắm rồi đó. Bỏ đi cô mua về làm gì? Thì sao? Cô mua về cô bán lại người khác, cô để mà cô kiếm lời thêm đúng không? Là đúng rồi đúng không? Xin lỗi cô nói cái này đồ bỏ đi là sao? Cô nói vậy là cô xúc phạm biết bao nhiêu người không? Hả? Cô làm biết bao nhiêu người phải tổn thất gì cô? Để làm ra những cái thanh sắt như thế này có biết như thế nào không? Người ta phải ra hơi xa từ những cái quặng sắt, người ta đào xuống đó biết bao nhiêu người đã chết chứ đó cô biết không? Hả? Người ta đào lên người ta phải mua về, nó nấu xong người ta tái tạo ra những thành phẩm, người ta cán, người ta xây, người ta đục đẽo người ta làm rồi mới ra được những cái khối sắt, những cái miếng như vậy. Mà cô nói là đồ bỏ đi là sao? Hả? Trời anh ơi, có miếng sắt à? Mà sao anh nói quá vậy? Nói quá như vậy là chưa hiểu sao? Cô nói như vậy thôi nha. Còn đây này, những cái bình nhựa này nè, những cái bình nhựa nè, cô biết làm từ đâu ra không? Hả? Những người thợ công nhân. Cô có biết vậy là khổ lắm không? Thôi, tôi mua cái này 20 ngàn được chưa? Được. Bà ơi, cái cô bé mà bà chủ vừa ra chay đâu rồi? Nó nè. Hả? Ủa, cái gì ghê vậy? Có cái đống da chay này á, mà ông làm cỡ đó thì này có nhầm nhò gì đâu. Cầm tiền. Cảm ơn. Ủa sao đưa mà không thả ra sao lấy? Tôi hận ông. Sao vậy? Không phải nát cái thanh xuân của tôi. Chú Long ơi. Gì con? Dạ con có bầu rồi. Hay dữ vậy. Chúc mừng nha. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. Mà khi nào tới chú vậy? Chắc bữa đó nhà con tốt cho ngồi lắm à nha. Ý mày nói là khi mà tao cưới rồi là mày có năm coi là con đàn chó đóng á hả? Dạ. Ý mày nói là tao là còn lâu lắm mới cưới nữa hả? Dạ đúng rồi. Tao mập này quá. Quá mà chúc mừng mày cà khịa tao vậy. Đi về đi. Năm ba bữa nữa tao mời bây giờ đó. Con biết mà, con hỏi vậy thôi. Tính kẹo kéo của chú á, con gái thấy á là nó sợ rồi. Ai mà dám lấy chú? Chú mà không bỏ tính đó là chú ấy tới già luôn á. À quên, chú già rồi. Chắc là chú ấy tới chết luôn á. Nè con, lần sau mà một khi mình quyết định mình cà khịa người ta rồi á là mình phải dũng cảm lên, hiểu không? Mày cà khịa người ta cái mặt mày xanh mét nè, hiểu chưa? Chứng tỏ là mình đang nhót, hiểu không? Nếu đã vậy thì chú tặng con thêm 2 câu thơ nha. Ế đẹp, ế khỏe, ế văn minh. Ai chê tao ế, tao khinh cả phường. Ế cao, ế quý, ế dễ thương. Ai chê tao ế, tao tương vỡ mồm. Mày thích tao khinh hay thích tao tương? Dạ, vậy thôi. Con qua báo tin chú vậy thôi à. Con về lo cho vợ nha. Mày nên về sớm. Dạ, cảm ơn chú. Về. Nhát nhát rồi là cà khị á. Nói chuyện mình muốn chơi tay chung rừng lại vậy à. Đảm bảo con vợ xuống không ai chứ. Thank you.
Trời ơi, em đây mà. Anh làm cái gì đấy? Tao muốn cầm này đập vô đầu mày làm gì hả? Mày điên hả? Mày nghĩ sao vô trong phòng mà mày làm mày đi rình rình rập rập, tao tưởng là từ nãy giờ cướp trộm không à? Dập hồi nào em tưởng anh đang ngủ sợ làm phiền anh. Mà anh nói như vậy là mất tình cảm đó chứ, em là em ruột của anh mà. Mày có thấy gì không vậy? Thì thấy tiền như thấy gì? Chắc không? Chắc. Anh đang đếm tiền đúng không? Mày không có thật nghe chưa? Bỏ ngay cái ý định vừa nhen nhóm là bỏ ngay liền nghe chưa? Mày định là ám sát tao mà cho hù chết tao rồi mà nên kiếm đoạt tiền đúng không? Tiền sao anh không để gửi ngân hàng đi? Anh để nhà làm gì rồi? Suốt ngày nghĩ tới tiền, lo lắng, áp lực. Em mà coi như là em ruột mà coi như là cướp vậy đó. Chứ không phải hả? Phải. Tự nhiên mà lập lò cho ai chẳng lo. Chứ làm mày nói gì? Mày không nghe tao nói hả? Bao nhiêu vụ báo chí rồi nha. Tiền gửi vô, nhiều khi mất không lấy ra được luôn một xu một cắt nữa. Nè, đồng tiền đi liền khúc ruột nghe. Giật bất ly thân là an toàn nhất. Anh mê đếm tiền đến vậy luôn hả? Vậy là mày không hiểu vậy rồi. Mày biết mà, tiền khi mà mày rờ vô nó, mày đếm vậy nè, nó như một cung bậc cảm xúc, nó thăng hoa, nó như một điệu nhạc, từng nốt nhạc một bản hòa ca. Ôi, mày nghe mà chịu không nổi đúng không? Đúng rồi anh, thôi anh ở đây đếm tiền đi, em đi đây. Khoan, hôm rồi đóng tiền nước đâu? Em đưa hồi đầu tháng rồi mà. Còn thiếu 20.000. Đây. Khỏi thối em. Cho anh 30.000 á. Mày. Ai à? Sao anh đánh em? Mày nghĩ sao vậy? Làm tiền không có bao nhiêu mà phung phí vậy hả? Mày đặt bo bắt chước ai? Có vài đồng bạc lẻ thôi mà anh. Lẻ cái gì? Mày biết không, tiền là sự sống, mày hiểu không? Ngày xưa ba má mất sớm, tiết kiệm mà nuôi mày khôn tới bây giờ. Thôi được rồi, bây giờ được rồi, em thuộc lòng lắm rồi, cái bài ca em thuộc lắm rồi anh ơi. Rồi đưa em 30 tiền thối đi. Tắt một cái nữa bây giờ. Anh em mày tính toán vậy đó hả? Mới anh mới đòi lại 30 còn gì nữa. Tao nói đi nhắc nhở mày thôi, đối với người khác là phải lấy lại hết. Còn tao là anh ruột của mày là khác, hiểu chưa? Tao giữ tiền này, tao lấy của mày hả? Tao giữ đó rồi sau này mày cần cái gì, mày nói tao một tiếng thôi, tao đưa cho mày liền mà, hiểu chưa? Em biết rồi, được rồi, được chưa anh? Ừ. Mà em báo cho anh biết là ngày mai em dẫn bạn gái em về ra mắt anh á. Tụi mày dắt con gái gì đây mày báo tao làm chi? Ô, anh là anh em. Em có bạn gái phải về ra mắt cho anh chứ. Tao biết rồi. Mày dắt về rồi mày chia tay rồi mày dắt tới mày chia tay mày dắt về tao bao nhiêu lần rồi, tao mệt lắm rồi. Khoan, sao anh lại nói như vậy được chứ? Tụi em đang yêu nhau mà. Với lần này em quyết định rồi đó, em sẽ cưới cô ấy á. Cái gì? Mày nghiêm túc chứ? Có bao giờ em nói dối anh hai đâu. À, đi đi. À, giới thiệu với anh hai, đây là Quyên, bạn gái em, 24 tuổi, chuyên gia kinh tế. À, chào em. Dạ, chào anh. Em nghe anh Khoa nói với anh cũng nhiều, bây giờ em mới được gặp. Chắc nó nói toàn chuyện xấu với anh không, đúng không? Ừ. Đâu có. Anh như thế nào là anh Khoa kể y chang à. Mẹ nghe nói anh mê tiền phải không anh? Tiền thì ai không mê. Những người mà nói tiền không quan trọng á, thường thường họ đang nói về tiền người khác. Nếu mà anh đã nói vậy rồi thì anh có thể chia sẻ kinh nghiệm về mấy cái vấn đề tiền đẻ ra tiền được không anh? Bệnh nghề nghiệp, chuyên gia kinh tế anh ạ. Có gì đâu, cứ từ từ. Em uống nước đi. Dạ, mời anh. Anh thấy Quyên sao? Tụi em sẽ cưới nhau á? Không được. Sao? Tụi em còn nhỏ lắm. Cưới nhau về 3, 7, 21 ngày rồi lại chia tay, chỉ làm khổ nhau thôi.
Anh Long à, tụi em đã tốt nghiệp đại học rồi, có công việc ổn định rồi, đó là những thứ đủ để có một gia đình hạnh phúc mà anh. Tụi em yêu nhau thật lòng chứ không như anh, chỉ có yêu tiền thôi. Vậy tao hỏi mày nha. Anh hỏi đi. Rồi, khi mày thanh toán một hóa đơn nào đó, mày có bao giờ mà thanh toán bằng một cái ôm hoặc một cái hôn không? Không anh. Đó, thấy chưa? Nếu như không có tình yêu, mày vẫn có thể sống được. Nhưng nếu không có tiền, chắc chắn mày không sống được. Mệt anh quá, cứ mỗi lần nói chuyện về tiền là em không biết nói như nào với anh nữa đó. Nhưng mà em quyết định rồi đó, tụi em sẽ cưới nhau. 2 năm nữa. Tại sao phải 2 năm anh? À, anh định cưới trước em đúng không? Anh có người yêu rồi đúng không? Mày đoán sai rồi. Quyết định vậy đi. Tiền từ đâu? Chứ anh nghĩ nó ở đâu? Mày lấy đúng không? Đúng. Đồng tiền nó không tự dưng sinh ra, nó cũng không tự dưng mất đi đâu. Nó chỉ chuyển từ túi người này qua túi người khác thôi. Rồi, rất thẳng thắn. Trả lời tao, mày biết đó là đồng tiền cực khổ như thế nào, xương máu tao như thế nào không? Hả? Em biết mà. Nhưng mà em thấy anh cất tiền, anh có sử dụng tới nó đâu. Em sử dụng những đồng tiền đó vào những việc có ích mà. Chứ bây giờ anh không xài tới nó, phí lắm. Khi mà em lấy những đồng tiền này, em phát huy tác dụng của nó, anh phải là người mừng chứ. Mày im ngay đi. Sử dụng như thế nào, đó là quyền của tao. Còn giờ tao nói trước, tiền từ đâu, nếu mà dám đụng tới dù chỉ là một cắt thôi, tao sẽ cho mày ngắm con gà khỏa thân đó. Thôi được rồi, em trả lại tiền cho anh, nhưng với một điều kiện. Nói. Anh phải đồng ý cho em cưới Quyên nha. Thì ra mà lấy tiền của tao để làm điều kiện trao đổi tình yêu của mày và con nhỏ đó. Đúng vậy, bởi vì em biết anh yêu tiền hơn tất cả mà. Nhưng em nói cho anh nghe nha, tiền không phải là tất cả trong cuộc sống này đâu. Đồng tiền tuy nó có hai mặt, nhưng chỉ có một mệnh giá. Còn con người tuy chỉ có một mặt, sao lại hai lòng vậy? Nhưng mà anh Hai à, có những thứ còn quan trọng hơn cả đồng tiền, như là tình yêu và cả tình anh em nữa. Nhưng nếu mà không có tiền, có sống được không hả? Không có đất để cạp nữa kìa. Tao nói nhiều mày nữa, tiền tao đâu? Đây, trong đó đó. Anh đếm đi. Tao đếm mà dù chỉ thiếu một cách thôi thì mày nên em nhớ. Em biết rồi, em sẽ ngắm gà hỏa thân đúng không? Đi đi. Anh đếm tiền đi. Chắc chắn phải đếm rồi. Ôm luôn đống tiền này ngủ luôn đi anh. Còn mày, đi đi. Đi lo cưới xin về tình yêu của mày đi. Cuối cùng cũng trở về với tôi. Đúng là về tới nhà có khác. Cảm giác nó yên bình mà nó đã quá vợ ơi. Cái gì đấy? Sao nãy giờ về nhà á, em không thấy anh Hai. Trời ơi, mới đi chơi về là đã nhớ tới anh Hai rồi. Không phải, mà là mình đám cưới lén rồi mình còn đi chơi lén nữa. Em sợ bây giờ về là bị chửi nè. Không sao hết đâu, chửi cái gì mà chửi. Chứ sao? Anh ấy đã nói với anh là 2 năm sau cưới. Thì đằng nào cũng cưới rồi, bây giờ mình cưới trước thì sao đâu. 2 năm sau đẻ. Ừ. Với lại anh Hai bây giờ đang trong phòng á, chắc đang đếm tiền. Sao anh biết? Trời ơi, anh mà sao anh không biết? Ngày nào đi làm về là cũng mở tủ tiền của mình ra đếm. Đếm tiền thì nó bị nhăn rồi lại là ủi cho nó mịn màng lại. Rồi lại cất vào, hôm sau lại đếm lại là. Yêu tiền lắm. Thôi được rồi, để anh vào anh kêu anh Hai ra nhá, cho em yên tâm nha. Sợ.
Anh Hai. Quách. Ủa. Ủa, không thấy anh Hai ở nhà em à? Cái gì đấy? Của anh đó. Em trai, khi em đọc được những dòng chữ này thì chắc cũng là lúc anh không còn trên cõi đời này nữa. Anh đã bị ung thư gan thời kỳ cuối và không thể nào chữa được nữa. Anh đã nuôi em học đại học và cho em căn nhà này, coi như là cho em cái cần câu chứ không phải là con cá. Thấy em quyết tâm kỳ này với tình yêu của mình như vậy, anh rất là yên tâm và vui. Em đã đủ chín chắn chứ không còn bốc đồng quen rồi chia tay những lần trước. Nè, nghe anh dặn, không bao giờ được xài tiền nhiều hơn số tiền mà em có. Bản thân đồng tiền không xấu, sử dụng đồng tiền một cách sai trái mới là xấu. Tiền dù có nhiều đến mấy nhưng không phát huy được tác dụng của nó thì cũng giống như đống sắt vụn mà thôi. Tiền mang lại hạnh phúc với những người thật sự biết sử dụng chúng, biết dùng chúng để đem lại niềm vui cho những con người bất hạnh. Anh không còn sống được bao lâu nữa nên đã gửi số tiền của anh cho những người thật sự cần chúng. Thực tế đồng tiền luôn quan trọng đối với con người. Em có thể trẻ mà không cần tiền, nhưng em không thể nào già mà thiếu nó được đâu. Chúc hai em hạnh phúc.